Lần này thì anh không còn ngu nữa đâu, biết con sư tử cái này rất dữ nên anh đã lấy tay chọt vào chiếc kem khi cổ đang chụp hình. Và rồi con sư tử cái đã tỉnh giấc đứng dậy dùng sức đánh vào chiếc bánh của anh. Nhưng không ngờ lần này anh đã nhanh tay kéo chiếc bánh ra để cổ đập tay xuống bàn một cái thật đau rồi ôm tay rưng rưng nước mắt với vẻ mặt tội nghiệp. Nhưng lần này thì chúa không thương xót nữa đâu.